cuộc thi lập trình Marketon lần 2 năm 2018 là cuộc thi sáng tạo sản phẩm công nghệ do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dành cho học sinh sinh viên. Lễ khai mạc cuộc thi lập trình Marketon lần 2 năm 2018 được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2018 tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc thi dành cho tất cả học sinh sinh viên trên toàn quốc. Năm nay, với sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên, thì sau thời gian triển khai, ban tổ chức đã nhận được hồ sơ đăng ký tham gia của 49 ý tưởng. Vượt qua vòng sơ loại ý tưởng, đã có tổng cộng 36 ý tưởng của 72 thí sinh đến từ 12 đơn vị trường học tham gia tranh tài ở vòng chung kết. Với tư cách là một doanh nghiệp, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có nhiều cái kinh nghiệm thực tế trên thị trường nhiều hơn. Chúng tôi rất muốn là sau cuộc thi này, các cái sản phẩm sau khi được ban giám khảo chấm xong thì chúng tôi rất mong muốn là có cái sự tiếp cận với lại các cái nhóm sinh viên để cùng với các bạn xem xét các sản phẩm đấy, có thể hoàn thiện nó, có thể đóng gói nó tốt hơn và có thể cùng nhau đưa ra thị trường nó tốt hơn. Vòng thi chung kết diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018 tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các đội tham gia dự thi sẽ lập trình liên tục trong vòng 48 giờ tại phòng thi để hoàn thiện sản phẩm của đội mình. Ở phòng thi, các thí sinh sẽ được trang bị đầy đủ nguồn điện và mạng không dây, đảm bảo nhu cầu ăn và sinh hoạt thiết yếu. Chủ đề cuộc thi lần này là những sản phẩm, ứng dụng chạy trên thiết bị di động, dùng hệ điều hành Android, iOS. Sản phẩm tích hợp bo mạch, linh kiện điện tử viễn thông, website thông tin, tuyên truyền, các sản phẩm dự thi là những sáng tạo độc đáo, thiết thực nhằm giải quyết các bài toán trong thực tế, hướng tới ứng dụng trong lĩnh vực giao thông. Qua vòng sơ loại, ban tổ chức cuộc thi nhận định các sản phẩm của cuộc thi lần này có tính khả thi và mức độ hoàn thiện cao về tính thiết thực của sản phẩm. Có rất nhiều sản phẩm được kỳ vọng như mắt kính thông minh, ứng dụng an toàn giao thông 4.0, hệ thống giao thông và hệ thống cứu nạn thông minh, xe buýt không giấy. Cuộc thi năm nay thì em nhận xét là chất lượng cuộc thi tăng lên rất cao. Các đội đều đầu tư rất là công phu cho dự án của mình. Ban tổ chức thật sự đã giúp đỡ em rất là nhiều trong quá trình làm việc ở 48 tiếng của cuộc thi Marketon. Ban tổ chức lo cho chúng em từ miếng ăn cho tới giấc ngủ cực kỳ chu đáo. Và đây là một trong những điều mà em cảm thấy thoải mái nhất khi tham gia cuộc thi Marketon 2018. Về chất lượng các đội thi năm nay thì mình cảm thấy các đội thi có chất lượng rất là đồng đều. Các đội thi là đến từ những khoa và những trường có thế mạnh về công nghệ thông tin trên thành phố. Và các đội thi là tạo được cho em cảm giác là thử thách bản thân và thử thách nhóm của em rất là nhiều. Và chỉ trong 48 giờ, các đội thi sẽ tập trung sáng tạo hoàn thiện sản phẩm. Trên tiêu chí đánh giá sản phẩm bao gồm độ hoàn thiện của sản phẩm, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng, thương mại hóa, giải pháp công nghệ, khả năng thuyết trình. Kết thúc 48 giờ làm việc, ban tổ chức đã chọn ra 18 sản phẩm hoàn thiện nhất để thuyết trình về sản phẩm và trả lời câu hỏi của hội đồng. Đây là cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời hỗ trợ phát triển, ươm tạo và hình thành các doanh nghiệp công nghệ trong tương lai, qua đó cũng góp phần vào sự phát triển tư duy của giới trẻ trong thời đại 4.0 như hiện nay.